và nhóm phóng viên Viettv Network xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 11 tháng 11 năm 2023. Ekip phóng viên chúng tôi đang có mặt tại City Hall thuộc thành phố San Jose, tiểu bang California và để gặp gỡ và trao đổi với luật sư Betty Dương, chánh văn phòng giám sát viên của quận hạt Santa Clara District 2. Và ngay bây giờ là một số hình ảnh do ekip phóng viên Viettv Network chúng tôi thực hiện. Dạ, Betty Dương xin chào chị Lisa và xin chào quý khán thính giả của chương trình Viettv. Rất là cảm ơn chị Lisa và quý vị hôm nay để dành thời gian để cho Betty chia sẻ thêm tin tức về quận hạt Santa Clara County. Cái trách nhiệm của quận hạt là thực sự là vấn đề sức khỏe. Mình có hệ thống sức khỏe lớn nhất trong quận hạt, trong cả vùng miền Bắc Cali. Cho nên là về vấn đề sức khỏe lúc nào cũng là trên hết đối với quận hạt Santa Clara. So bây giờ mình đang bắt đầu vào mùa lạnh, là cái mùa lây lan cảm, sự lây lan cảm và COVID sẽ có. Cho nên cái đó là cái sự lo lắng lớn lắm. Nhưng mà thưa quý vị ơi, nếu mà có ai mà có không có bảo hiểm hoặc là không có bác sĩ hoặc là có trở ngại gì đó về vấn đề bảo hiểm sức khỏe đó, nên quý vị đừng có lo, là quận hạt có một cái chương trình để cho có thể giúp đỡ về vấn đề COVID. Nếu mà quý vị muốn xét nghiệm miễn phí đó, mình có một cái hệ thống, xin quý vị gọi số 408-793-7440. Quý vị gọi tới đó để làm hẹn, họ có là gọi tới cái call center đó, họ sẽ giúp quý vị tìm cái nơi để cho có thể xét nghiệm, không những xét nghiệm á, mà còn có thể cho quý vị được có thuốc giống như Paxlovid, có bác sĩ examination để cho có thể make sure quý vị không có bị bệnh nặng quá. Thì đây là cái call center, quý vị có gọi tới cái số này từ thứ Hai tới thứ Sáu, từ 9 giờ sáng tới 6 giờ rưỡi chiều. Quý vị có thể gọi để nói tôi muốn xét nghiệm bây giờ đi tới đâu, hoặc là tôi đã xét nghiệm ở nhà và thấy là tôi bị COVID, có bệnh COVID, bây giờ không có bảo hiểm và không có bác sĩ. Thì cái nơi này, cái call center sẽ giúp quý vị làm hẹn với bác sĩ miễn phí trong cái hệ thống sức khỏe của quận hạt Santa Clara. Thưa cô, cái chương trình này á, cho mọi lứa tuổi phải không, hay là chỉ có người lớn thôi, hay là trẻ em không? Cái chương trình này đó là hoàn toàn miễn phí, quý vị đừng có lo về vấn đề đó, và cho toàn tất cả tuổi, all ages, không có giới hạn là tuổi lớn hay tuổi trẻ gì hết đó. Cho nên quý phụ huynh, nếu mà con cái mình mà ở nhà mà xét nghiệm và mình thấy bị COVID positive mà không có bảo hiểm, không có bác sĩ, có gọi tới cái call center này, họ sẽ giúp quý vị tìm một bác sĩ, tìm cái treatment để cho có thể giúp đỡ gia đình. Yeah. Còn cái địa điểm ở đâu, hay là chỉ có một chi nhánh trong cái thành phố? Chỉ cần gọi cái số điện thoại này thôi là sẽ có cái, họ là cái người call center. Đây là cái call center quý vị có gọi tới. Dạ, thưa cô, thêm một câu hỏi nữa. Dạ. Yeah. Lúc mọi người tới cái service center này nè, còn mình có phải trình bày cái ID hay là cái thẻ insurance hay là cái gì không ạ? Họ có thể hỏi, đằng chơi có thể đánh ghi, đằng chơi có thể làm record thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị không có bảo hiểm á, thì sẽ không có trở ngại gì. Và đây cũng sẽ không có hỏi gì về vấn đề di trú nữa. Và thưa quý vị, Betty xin nhắc lại, đây là cái call center, một cái tổng đài của quận hạt Santa Clara, đặc biệt về vấn đề COVID-19. Nếu quý vị ở nhà, ai mà cần phải có xét nghiệm, cứ gọi tới số này để tham khảo. Ai mà đã xét nghiệm ở nhà home test và thấy là mình có COVID mà không có bác sĩ hoặc là không có bảo hiểm sức khỏe, cứ gọi tới cái tổng đài này, cái người nhân viên trả lời điện thoại sẽ giúp quý vị gặp bác sĩ, giúp quý vị được có thuốc để cho mình có thể recover lại nhanh và sớm và khỏe. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh do ekip phóng viên Viettv Network chúng tôi tường trình tại City Hall thuộc thành phố San Jose, tiểu bang California. Lisa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phóng sự kỳ tới.